Đấy, em sắp được gần 19 tháng, cái múc nước vào chậu để tắm đấy. Còn múc lại nữa là sắp. Ủa, có cho vào chậu hồng chứ. Xong rồi, quay ra đây với mẹ nào. Cắt bẫy tay, vẫy tay như này đi. Xong rồi. Đây. Thế này sắp có chán không hả con? Hay thích ngồi như này à? Vâng. Con một xin. Tít. Tí. Đít. À, xong rồi, mẹ hỏi này, cổ, à, mắt ở đâu ấy nhỉ? Mũi ở đâu? Mũi, mũi. Mồm đâu? Răng đâu? Lưỡi đâu? Tai đâu? Tay này chỉ, cái tay kia con chỉ tay cho mẹ. Chỉ tay cho mẹ. Tay của con đâu? Tay đâu? Thế còn chân đâu? Đúng rồi, giỏi lắm. Bye bye mẹ đi nào, xong nào, lấy tay bye bye mẹ. Thôi nhá. Vâng.